như vậy hiệp 1 của trận đấu đã bắt đầu. Có nhiều khả năng đây sẽ là một trận đấu cống hiến bởi vì cả hai đều thi đấu với tâm lý thoải mái. Chuyền vào. Marcus Ben. Tình huống nguy hiểm. Không được. Xoay trở rất khéo. Rất dẻo. Rất nguy hiểm. Pha chuyền bóng rất nguy hiểm. Không được. Nkakuri. Một pha di chuyển ra biên. Chuyền vào. Cản pha rất đúng lúc. Pha cắt bóng rất tỉnh táo. Francesco Totti. Phút thứ 32 của trận đấu. Chuyền vào. Totti. Pha bóng rất mạnh mẽ. Di chuyển ra biên. Chuyền vào. Rất nguy hiểm. Không được. Phút thứ 40 của trận đấu. Tỷ số vẫn đang là không đều. Totti. Lampard. Rất nỗ lực. Cản pha rất đúng lúc. Xoay trở rất khéo. Chuyền vào. Đánh đầu. Vào. Tỷ số là 1-0. Trọng tài đã nổi còi kết thúc một trận đấu. Hiệp 2 trận đấu đã bắt đầu. Pha bắt bài rất tốt. Xoay trở rất khéo. Rất nguy hiểm. Phút tiếp. Không được. Nkakuri. Vẫn còn. Pha bắt bài rất tốt. Marcus Ben. Đối mặt. Một quả phạt góc. Chưa thay đổi người đầu tiên trong trận đấu. Không được. Thời gian đi phai đã trôi qua gần một nửa.
Đạp phát. Và các bóng rất kinh nghiệm. Vẫn còn. Pha xử lý rất tốt. Pha phạm lỗi rất nguy hiểm. Chuyền vào. Totti. Xoay sở rất khéo. Marcus Ben. Pha chặn bóng rất tốt. Rất nguy hiểm. Bóng đã ra ngoài sân. Tiếp tục có sự thay đổi người. Đây đã là phút thứ 88. Bóng đã ra ngoài sân. Pha bắt bài rất tốt. Pha chặn bóng rất tốt. Pha chặn bóng rất tốt. Xoay sở rất khéo. Phút xa. Vẫn còn. Đúng lúc này thì trọng tài đã nổi còi kết thúc trận đấu.